Vâng ạ, xin chào chuyên gia. Cảm ơn chuyên gia đã đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ về vận khí phong thủy tổng quan của năm 2020 được không ạ? Năm 2020 là năm mở ra một cái vận khí mới, là năm mở màn cho cả một cái thập kỷ mới mà chúng ta rất là đón chờ. Và với năm 2020 này, nhìn chung tình hình kinh tế trên toàn thế giới là có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2019. Như chúng ta biết là canh là dương kim, tý là dương thủy, là thiên can sinh dưỡng địa chi, có nghĩa là mang tính hình tướng là trời dưỡng người. Chính vì vậy cho nên tất cả những cái doanh nghiệp cũng như là các cái công ty, các cái cơ quan mà start up khởi đầu hoặc cũng như là đang trong những cái vận trình mới thì nếu biết đầu tư và biết chớp cơ hội thì năm 2020 này thật sự là một cái năm để cho chúng ta có nhiều những khởi sắc. Đặc biệt về phương diện kinh tế thì năm 2020 là năm của tài chính ngân hàng. Qua góc nhìn phong thủy thì năm Canh Tý sẽ được dự báo như thế nào về tình hình thiên tai cũng như là cháy nổ thưa chuyên gia? Năm 2020 là năm mà nó có cái khí hậu thuộc về thấp thổ nhưng mà lại bức nhiệt. Chính vì vậy cho nên là giai đoạn tháng 1, tháng 2 âm lịch đầu năm chúng ta sẽ thấy rằng là khí hậu khá là hàn lạnh, cho nên cái việc mà phòng chống để lo lắng cho các cái châu bò ở các cái miền núi phía Bắc là rất là quan trọng, nếu không thì sẽ chết nhiều gia súc châu bò. Còn tiếp đó là đến giai đoạn tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì lại rất là nóng nhiệt, kèm theo cả mưa lớn. Nhưng cái hiện tượng của năm nay có thể nói là tính thủy tăng cao, đó là lũ lụt trên diện rộng trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam, sóng thần cùng với những cái thiên tai liên quan đến lũ lụt là hoành hành. Thì giai đoạn của Việt Nam là giai đoạn từ tháng 7 âm lịch trải dài đến tháng 11 âm lịch là chúng ta phải đối đầu liên tục các cái trận mưa lớn, rồi thì cái giai đoạn của đầu năm thì vừa là thời tiết hàn lạnh nhưng lại trải dài theo nắng, quá nóng nó lại cũng khiến đến hiện tượng là hạn hán xảy ra. Tuy nhiên hạn hán thì chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Năm 2020 là năm của lũ lụt cho nên chúng ta phải phòng chống lũ lụt, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Bắc Trung Bộ, miền Trung, miền Trung Nam Bộ năm nay là đề cao cảnh giác tuyệt đối về vấn đề phòng chống lũ lụt. Ngoài ra chúng ta cần chú ý là vấn đề cháy nổ thì chủ yếu vào giai đoạn khô hanh từ tháng 7 âm lịch cho đến tháng 9 âm lịch là chúng ta phải rất chú ý, vì thời tiết rất khô hanh dẫn đến dễ dàng để xảy ra các cái hiện tượng cháy nổ. Đồng thời là các gia đình nên xem xét lại hết tất cả các cái thiết bị điện của gia đình, nếu bằng những cái thiết bị mà nó không chuẩn chỉ nó sẽ rất dễ làm nguy cơ cháy nổ cao, thì chúng ta cần phải đề phòng trước. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì chuyên gia có thể gửi một vài lời chúc tới quý vị khán giả đang xem truyền hình ạ. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Song Hà xin kính chúc tất cả các quý vị xem truyền hình, đặc biệt là VTC14 cũng như là các bạn xem truyền hình trên cả nước, một lời chúc đầu năm mới vạn sự như ý, vạn sự cát tường, kim ngọc tài mãn đường, mà phúc lộc thọ, khang ninh đáo gia. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có cuộc trò chuyện cũng như là chia sẻ với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúc chị trong năm mới sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.